Trong khi việc giải quyết căng thẳng tại các cơ sở y tế Hàn Quốc chưa có dấu hiệu kết thúc, các giáo sư y khoa ở nước này dường như lại tham gia kế hoạch phản đối tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học bằng cách xin nghỉ việc. Theo Hiệp hội Y khoa Deco, nhóm trường khoa tại trường Y Đại học Quốc gia Kiêung Búc cuối tuần qua đã ra thông báo nói rằng giới giáo sư phản đối mạnh mẽ yêu cầu của trường về tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa trong bối cảnh trường không thể đáp ứng chất lượng đào tạo với tư cách là những nhà giáo, họ không thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng trong giáo dục y tế và dự định sẽ đồng loạt từ chức. Thông tin cho biết, các giáo sư của Đại học Y khoa Unsan cũng bắt đầu nộp đơn từ chức sau cuộc họp chung khẩn cấp được tổ chức trực tuyến vào cuối ngày 8 tháng 3 với sự tham dự của khoảng 254 giáo sư từ ba bệnh viện trực thuộc. Các bệnh viện trực thuộc là Trung tâm Y tế Asan, một trong năm cơ sở y tế lớn của Hàn Quốc, Đại học Unsan và bệnh viện Gangneung Asan. Trước đó, các giáo sư y khoa tại Đại học Quốc gia Kiêu Sang cũng đã nộp đơn từ chức, trong khi các giáo sư tại Đại học Quân Quang và Đại học Dương Nam đã cảnh báo sẽ có hành động tập thể nếu các bác sĩ tập sự và sinh viên tại trường của họ phải chịu các thiệt hại. Động thái của các giáo sư y khoa diễn ra sau khi 40 trường y trên toàn quốc yêu cầu chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên hàng năm thêm 3.401 người trong một cuộc khảo sát mới nhất. Con số này cao gấp 1,7 lần so với kế hoạch tăng 2.000 sinh viên mà chính phủ đưa ra. Các giáo sư đang giảng dạy cho rằng các trường đại học đã đưa ra yêu cầu tăng chỉ tiêu tuyển sinh mà không lưu ý đến ý kiến của họ. Trong bối cảnh xung đột ngày càng sâu sắc giữa chính phủ và giới y tế, ông Kim Jong-un, hiệu trưởng trường đại học y khoa Đại học Quốc gia Seoul đã kêu gọi các giáo sư tham gia thảo luận để tìm kiếm giải pháp thay vì đột ngột từ chức. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyung Hong vào ngày 10 tháng 3 thông báo chính phủ sẽ mở rộng việc tuyển dụng nhân sự ngành y tế, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm việc công kích các bác sĩ đã quay trở lại làm việc. Thông tin báo chí địa phương cho biết một số bác sĩ tập sự đã bị gây áp lực khi họ quay trở lại làm việc, trong khi một số bác sĩ tập sự không tham gia cuộc đình công được phát động từ ngày 19 tháng 2 bị những người đình công tiết lộ tên và thông tin cá nhân trên mạng Internet. Cuối tuần qua, cảnh sát Hàn Quốc mở cuộc điều tra về một tài liệu có đóng dấu của Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, gọi tắt là KMA. Trong đó yêu cầu lập ra cái gọi là danh sách đen gồm các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú không tham gia cuộc đình công. Người phát ngôn của KMA, Ju Suho, bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là tài liệu giả mạo. Với số thành viên lên tới 140.000 người, KMA là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của các bác sĩ tại Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk Soo cùng ngày đã nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho hành vi quấy rối đối với các bác sĩ tập sự không tham gia đình công. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết họ đã gửi thông báo xử lý hành chính tới hàng nghìn bác sĩ tập sự sau khi họ phất lờ lệnh trở lại làm việc. Đây là bước đầu tiên trong quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ tại Hàn Quốc. AFP dẫn lời ông Chun Byung-wang, Giám đốc về Chính sách Sức khỏe và Y tế tại Bộ Y tế Hàn Quốc, nói với các phóng viên, tính đến ngày 8 tháng 3, thông báo đã được gửi tới hơn 4.900 bác sĩ thực tập. Phong trào đình công bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng mạnh số lượng bác sĩ để đối phó sự thiếu hụt nhân lực và tình trạng dân số già đi nhanh chóng của Hàn Quốc. Theo ước tính mới nhất, gần 12.000 bác sĩ thực tập, chiếm 93% lực lượng thực tập sinh đã không đến bệnh viện đi làm, dù chính phủ đã lệnh cho họ trở lại làm việc và đe dọa có hành động pháp lý. Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã cảnh báo sẽ tạm đình chỉ giấy phép 3 tháng đối với các bác sĩ đình công. Hình phạt này được cho là sẽ khiến thực tập sinh trở thành bác sĩ chuyên khoa muộn ít nhất một năm. Ông Chun kêu gọi các bác sĩ đình công trở lại với bệnh nhân. Ông nói chính phủ sẽ xem xét tình hình và bảo vệ các bác sĩ thực tập nếu họ quay trở lại làm việc trước khi biện pháp xử lý hành chính hoàn tất. Chính phủ sẽ không từ bỏ đối thoại, cánh cửa đối thoại luôn rộng mở. Tuần trước, chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp mới nhằm cải thiện lương và điều kiện cho thực tập sinh y khoa, đồng thời xem xét lại quy định về thời gian làm việc liên tục 36 giờ. Cuộc đình công đã khiến các bệnh viện lớn phải hủy bỏ phẫu thuật, làm tăng thời gian chờ đợi và làm trì hoãn công tác điều trị. Seoul đã huy động các bác sĩ quân y để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân lực. Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng tuyển thêm 2.000 học viên trường y mỗi năm bắt đầu từ năm tới để đối phó với tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong số các nước phát triển. Các bác sĩ lo ngại biện pháp cải cách trên sẽ làm giảm chất lượng dịch vụ và giáo dục y tế. Nhưng những người ủng hộ chính sách mới, cáo buộc giới bác sĩ đang cố gắng bảo vệ thu nhập và địa vị xã hội. Cuộc thẩm vấn ông Ju Su Ho, người phát ngôn chính của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, KMA, diễn ra khi cuộc đình công của hàng nghìn bác sĩ nội trú và thực tập sinh bước sang ngày thứ 16. Chính phủ Hàn Quốc đã khiếu nại hình sự năm lãnh đạo hiện tại và trước đây của KMA về việc xúi dục và thông đồng trong hành động tập thể của các bác sĩ nội trú, thực tập sinh. Cả năm quan chức KMA trên đều bị cấm xuất cảnh. Ông Du là người đầu tiên phải tới gặp cảnh sát. Theo Ion Hap, những người trên bị cáo buộc vi phạm đạo luật dịch vụ y tế và cản trở hoạt động của các bệnh viện. Trước khi bước vào tòa nhà của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul, ông Du đã thẳng thừng phủ nhận cáo buộc tôi không có gì để che giấu cũng không có lý do gì để che giấu. Ông Du cho rằng hành động tập thể của các bác sĩ là tự nguyện và kêu gọi chính phủ tham gia đối thoại để thỏa hiệp. Trong tuần tới, cảnh sát có kế hoạch thẩm vấn những quan chức KMA bị buộc tội còn lại, bao gồm Chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp Kim Tech U và cựu Chủ tịch John Hoan kyu Trong khi đó, để hỗ trợ giải quyết tình trạng khó khăn ở các bệnh viện thông thường, các đơn vị quân y Hàn Quốc đã tiếp nhận điều trị các bệnh nhân dân sự. Khi tới thăm bệnh viện quân đội ở Daejeon, Bộ trưởng Quốc phòng Shin won sik cho biết, trong tương lai, hệ thống y tế của quân đội cần có đủ năng lực để bảo vệ sức khỏe và tính mạng không chỉ của quân nhân mà còn của người dân. Ngày 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng cho biết hơn 100 người dân được đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện quân đội kể từ khi cuộc đình công của các bác sĩ nội trú, thực tập sinh xảy ra. Một số bệnh nhân đã được phẫu thuật trong đó có một người đàn ông ở độ tuổi 50 suýt bị mất cả hai chân sau khi ngã. Bệnh nhân đến bệnh viện Lực lượng Vũ trang Thủ đô sau khi bị hai bệnh viện đa khoa từ chối phẫu thuật do thiếu nhân viên y tế. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại cuộc họp nội các diễn ra sáng mùng 6 tháng 3: "Hành động tập thể của các bác sĩ là hành động từ bỏ nhiệm vụ của mình và làm lung lay nền tảng của chủ nghĩa tự do và pháp quyền." Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố: "Một hành động tập thể bất hợp pháp nhằm lấy mạng sống của người dân làm con tin chỉ có thể bị đáp trả một cách nghiêm khắc theo luật pháp và các nguyên tắc." Tại cuộc họp Ông Yoon Suk-jeon cũng cho biết chính phủ sẽ huy động sức mạnh của tất cả các bộ ngành và huy động mọi nguồn lực có thể để đảm bảo hành động tập thể của các bác sĩ không đe dọa tính mạng người dân hoặc tạo ra khoảng trống trong dịch vụ y tế. Cụ thể, nội các Hàn Quốc sẽ phê duyệt quỹ dự trữ trị giá 128,5 tỷ won (96,3 triệu đô la Mỹ) để giúp ổn định hoạt động điều trị khẩn cấp thông qua việc bổ sung nhân viên y tế và hỗ trợ thêm cho các bác sĩ đang tiếp tục làm việc tăng ca tại các bệnh viện. Trước đó, từ ngày 19 tháng 2 hơn 9.000 bác sĩ nội trú tại 97 bệnh viện trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt nộp đơn xin thôi việc. Để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y hàng năm thêm 2.000 người bắt đầu từ năm tới. Từ ngày 20 tháng 2, hơn 80% bác sĩ trong số này đã chính thức rời nơi làm việc. Tính đến ngày 5 tháng 3, hành động nghỉ việc tập thể của các bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc đã bước sang tuần thứ ba. Bất chấp việc chính phủ nước này yêu cầu các bác sĩ quay trở lại làm việc, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp hành chính theo quy định. Trong động thái mới nhất, Chính phủ Hàn Quốc tuần này đã bắt đầu thực hiện các bước để đình chỉ giấy phép y tế của các bác sĩ tham gia đình công. Đây là biện pháp bắt buộc và không có ngoại lệ. Hình phạt sẽ được lưu hồ sơ vĩnh viễn và ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp tương lai của các bác sĩ. Cũng theo Yonhap, trong ngày 6 tháng 3, phía cảnh sát đồng thời triệu tập ông Ju Su-ho, người phát ngôn chính của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc để thẩm vấn. Vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, một số giáo sư ở các trường y tại Hàn Quốc đã quyết định cạo đầu và xin từ chức. Hành động của các giáo sư diễn ra trong bối cảnh gần 10.000 bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc đồng loạt đình công kể từ ngày 20 tháng 2 để phản đối kế hoạch tăng chi tiêu tuyển sinh vào trường y của chính phủ. Korea Times cho biết, có khoảng 10 giáo sư của trường y thuộc Đại học Quốc gia Kangwon ở Chuncheon, cách Seoul 76 km về phía đông, đã tổ chức lễ cạo đầu để thể hiện sự phản đối của mình. Ryu Se-min, người đứng đầu trường y thuộc Đại học Quốc gia Kangwon, cho biết Mặc dù nhiều giáo sư bày tỏ sự phản đối với việc tăng số lượng tuyển sinh nhưng trường đại học lại đưa ra quyết định ngược lại. Không chỉ các giáo sư y khoa tại Đại học Quốc gia Kangwon, các giáo sư trường y ở các khu vực khác cũng đã thông báo ý định từ chức của họ trên mạng xã hội, gửi đơn từ chức trực tiếp tại nơi làm việc. Một giáo sư tim mạch tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Trung Búc ở trong Du, cách Seoul 112 km về phía nam, cho biết ông đã nộp đơn từ chức để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y của chính phủ. Giáo sư viết trên mạng xã hội rằng không có lý do gì để ở lại bệnh viện nếu không thể làm việc với các bác sĩ nội trú đang đình công. Tại bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook ở thành phố Daegu, một giáo sư phẫu thuật cũng đã bày tỏ ý định từ chức trên mạng xã hội vào hôm mùng 4 tháng 3, đồng thời cho rằng chính phủ không nên đưa ra các biện pháp trừng phạt để đe dọa các bác sĩ nội trú đang đình công. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc tổng đình công của các bác sĩ nội trú đã kéo dài được 16 ngày và khiến cho ngành y tế Hàn Quốc rơi vào trạng thái khủng hoảng. Trước cuộc phản đối quyết liệt của các bác sĩ, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tước giấy phép hành nghề của khoảng 7.000 bác sĩ nội trú, đồng thời cho biết sẽ truy tố một số người đứng đầu các hiệp hội y khoa. Reuters dẫn lời một thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay mùng 4 tháng 3 cho biết, chính phủ nước này sẽ treo giấy phép của khoảng 7.000 bác sĩ nội trú do tham gia vào các cuộc đình công và từ chối quay trở lại làm việc theo đề nghị. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho Kyu Hong phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, giới chức trách sẽ bắt đầu điều tra các bệnh viện và có hành động pháp lý đối với những bác sĩ nội chú từ chối quay trở lại làm việc và tiếp tục đình công bộ trưởng cho nói kể từ hôm nay chúng tôi dự định tiến hành kiểm tra tại chỗ để xác nhận các bác sĩ chưa quay trở lại làm việc và sẽ có biện pháp xử lý theo luật pháp không có ngoại lệ tôi muốn nhấn mạnh những bác sĩ chưa quay trở lại có thể gặp vấn đề nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp cá nhân của họ ngược lại đối với những bác sĩ tham gia đình công nhưng đã quay trở lại làm việc chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi dự tính bất kỳ hình thức xử phạt nào với họ. Các cuộc đình công của bác sĩ trên khắp Hàn Quốc nổ ra đầu tháng 2 sau khi chính phủ tuyên bố sẽ bổ sung thêm 2.000 suất vào chỉ tiêu hàng năm của sinh viên y khoa, tăng cao so với mức 3.000 hiện nay. Kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu như phẫu thuật rủi ro cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu. Tuy vậy, theo các bác sĩ, Điều này không giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhân lực vốn chỉ giới hạn trong những chuyên khoa cụ thể như hồi sức cấp cứu, nơi lương thấp trong khi điều kiện làm việc vất vả. Ngoài ra, theo họ, kế hoạch này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng y tế. Các bác sĩ biểu tình cho rằng chính phủ trước tiên nên giải quyết vấn đề lương cũng như điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ. Chính phủ Hàn Quốc hôm 26 tháng 2 tuyên bố sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với các bác sĩ tham gia đình công nếu họ chấp nhận quay trở lại làm việc trước tháng 3. Tuy vậy, đến nay không bên nào có dấu hiệu sẽ thỏa hiệp. Cuối tuần qua, ước tính 40.000 bác sĩ tiếp tục tham gia biểu tình. Trong khi đó, phía cảnh sát ước lượng số người biểu tình khoảng 12.000. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi hết thời hạn chính phủ yêu cầu các bác sĩ tập sự trở lại làm việc. Việc hàng nghìn bác sĩ nội trú và bác sĩ tập sự tại các bệnh viện lớn nghỉ việc đang gây sức ép lớn cho ngành y tế Hàn Quốc. Các khoa cấp cứu rơi vào tình trạng quá tải, nhiều ca phẫu thuật và điều trị bị hủy hoặc hoãn. Khoảng 10.000 bác sĩ thực tập đã nghỉ việc gần 2 tuần trước để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y từ năm tới để khắc phục tình trạng thiếu y, bác sĩ và dân số già hóa. Các bác sĩ đình công bất chấp thời hạn ngày 29 tháng 2 mà chính phủ đặt ra để yêu cầu họ quay lại làm việc hoặc đối mặt với hành động pháp lý, bao gồm khả năng bị bắt giữ hoặc đình chỉ giấy phép hành nghề. Trong cuộc biểu tình ngày 3 tháng 3, các bác sĩ đeo mặt nạ đen và dơ biển hiệu, chúng tôi phản đối việc tăng tuyển sinh vào trường y. Những người biểu tình cho rằng chính phủ hiểu tại sao các bác sĩ đều phản đối việc tăng tuyển sinh vào trường y nhưng vẫn lợi dụng chính sách để biến bác sĩ thành nô lệ. Tình trạng bác sĩ bỏ việc đang gây thiệt hại nặng nề cho các bệnh viện, khiến việc điều trị và các ca phẫu thuật quan trọng phải hủy bỏ. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo sức khỏe cộng đồng lên mức cao nhất. Theo Bộ Y tế, khoảng một nửa số ca phẫu thuật dự kiến tại một số bệnh viện lớn đã bị hủy từ tuần trước. Theo luật Hàn Quốc, các bác sĩ không được phép đình công chính phủ đã yêu cầu cảnh sát điều tra những người liên quan đến phong trào lần này. Ngày 3 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cho biết trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình KBS rằng dù thời hạn quay lại làm việc đã trôi qua, nhưng chính phủ vẫn sẽ có sự khoan dung tối đa đối với các bác sĩ thực tập nếu họ quay lại làm việc vào cuối ngày hôm nay. Nhưng nếu họ không quay lại vào hôm nay, chính phủ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động nghiêm khắc theo luật pháp và nguyên tắc, Bộ trưởng Lee nói. Ông nhắc lại cam kết của chính phủ đối với kế hoạch cải cách, cho rằng mức tăng 65% số lượng tuyển sinh không phải là lớn nếu xét đến tầm quan trọng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chính phủ Hàn Quốc muốn tuyển thêm 2.000 sinh viên vào các trường y hàng năm kể từ năm tới để khắc phục tình trạng tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong nhóm các quốc gia phát triển. Một cuộc thăm dò cho thấy có tới 75% dư luận ủng hộ kế hoạch cải cách. Tổng thống Yoon suk yeol duy trì quan điểm cứng rắn với các bác sĩ đình công và tỷ lệ ủng hộ ông tăng lên trong cuộc khủng hoảng lần này. Theo giới phân tích, khi cuộc bầu cử lập pháp sẽ diễn ra vào tháng 4 và đảng của tổng thống Yoon đang tìm cách giành lại đa số trong quốc hội, chính phủ Hàn Quốc sẽ khó có khả năng thỏa hiệp nhanh chóng. Các bác sĩ cũng tuyên bố sẽ không lùi bước, cho rằng kế hoạch của chính phủ không giải quyết được các vấn đề thực sự của ngành.